ຈັ່ງເດີ້ບາດນີ້ຫມົດຕາແມ່ນຫມົດນີ້ມາແດ່ຮູ້ອັດສົນຕາມັນອົ່ນເນື້ອຫມົດສັດມັນຄົມເດີ້ນີ້ມາສາດແຮງອໍສົດໃສບ້ານບ້ານຫນັງອາຄະນີ້ຫັ້ນໃດເຈິງມາຍ້ຳຈຸມຫນັງກົ່ນຄລອງຈຸມຫນັງມາເຕຮັນດີຝຶກລົງນີ້ຄົມມາເບິ່ງອັນແລ້ວຍັງປຽບທຽບຈຸມຫນັງກະບາດຈັ່ງເດີ້ບໍ່ຢູ່ສາດອົ່ນອູ້ អមៃហ្គອດអង្គធំបាយចម្រើនពីទៅស្មើអង្គលងនេះមួយមើលមួយនេះអីក៏ធំដែរនឹងអ្នកនេះចាំមើលសិនយើងពោះមើលថាសម្បកវាប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណីហើយចាំអ៊ុតមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនថាតើមានមានពួកអីគេមើលឡើងអូមកឥឡូវចាប់ផ្ដើមបកសម្បកវាយកសាច់ញ៉ាំមើលហើយអ៊ុតបងបងតែឲ្យឆ្ងាញ់បាទគេនឹងដាក់ខ្ទឹមហូបហ្នឹងបាទឡើយចាំផ្ដើមចាត់ចែងការងារចេះចេះតែដូចលក់កាពីហើយមួយខ្ញុំ ແປະຂ້ອຍດ້ວຍຈັ່ງອັນນີ້ຍັງຍຶດຄູຍໍທົມທົມຫມໍນະນີ້ອັນນີ້ອັນນີ້ນະນີ້ມື້ນີ້ເມືອຈັ່ງລະອູ້ທົມລະນີ້ມັນຈະບອກວີ້ໂອ້ຍສະບອກຕາແມ່ນອູ້ນະນີ້ມັນແມ່ນນີ້ເອີຍບ້ອງບອນດັງອອດກ້ອຍນີ້ແມ່ນຕິ່ງຈິດນະຕິ່ງມາຕັ້ງປີໂປສັດມາໃຕ້ຕົກບ້ານຢູ່ງ່າຍໄດ້ເວອັດຄູທີ່ໂອ້ຍກໍອົມຊ່ວຍສະບອກຄູຄືອູ້ ខ្លាចច្បាស់ទៀតណែខ្ញុំដល់តិចសិនអុយសម្បកត្រាស់មែនតាត្រាស់នេះមើលតានេះយកដល់ហើយអឺមើលនេះអូពី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 ព
hai cái ở sơ trắng má này ốt nửa mốt sạch mình không đấy tờ lại bàn không nhưng tay nó đang mập phai trắng con ri nè hay còn hai mao tia ra anh đang nói cho bà khổ mà đang nói chuyện không nhẹ mùi oh yes chấm ra này bọn ai nhìn thằng ốc nè nè cái nhà sạch thơm ta à lời những trăm cặp bút ở huế cặp bút khỏi lông lắm rồi thơm con na ấy chấm ra thì cứ bẻ vậy nè wow con na đại cho ba một cà phê bao chấm ra này một cà phê bao phụ bớt ý và cứ bẻ vẫn bình lôi hay chỉ con ấy là đua này ăn bài cả ba này cứ khiêm mua anh nói nhiệt nhiệt anh thì mở bàn đấy mình chập nam hai bài đi muốn thơm 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 oh my god sạch mà sạch vậy lâu mà áp lục lục gặp bữa tối đi mua sần ai mà nè nhắn bố mà sao mình tên muốn á ngăn ta tục dù ngay cái hiểu ai ngăn như nè ngăn ta lấy anh chạp đam hãy đặt trên giờ tao qua lần có hôm sao ăn muốn còn khơi qua trong nhà mới nè qua sao sao không nước ngay mình tên mỏ nhà ốc như ơi nhưng thật tình đó theo quạt nó mà quạt ăn thủ ê xu quạt đó được thang ơi kêu chủ ai mà mình ta chạy sáng nhà tên nhà ốc chui cứ ai mà chăng ăn chăng ăn mồm á thôi bởi những đằng tha chăng ăn chăng tỏi những tinh bao tròn đấy nè ọt đằng đằng chăng ơi luôn nó chắc còn nguôi pi sân nữa nè bà mà chân đất còn đằng rồi chiết ọt bàn thịt đái nè ra khai còn không về nâng ấy mà ba cái bạn nhìn sạch vậy ôi lọ khăn ông cô nó sạch rồi từ cả hôm hai mà phai trăm pon á nhưng cái tha ọt phai ấy còn nâng phù phai trăm pon là đấy nâng ấy tôi tới hình đồ vì ở sầm bọ da rồi mới còn bạch nhọn toàn cục màu đá ấy. Wow, địa bàn là khai màu ạ. Cực bứ, thùng thùng lỗ nè. Nè, ở dây. Nè. Những bọn đã chàn hơi, chẳng quay hơi dùng nhằm trông kia thành đồng. Những bọn phụt lông và đá dưới thật chứ ngay như thế nhằm đi. Ôi dễ nè mà đi, nó ban nó đi đó. Nè, nàng ốc nè phụt lông và dương phí phai thùng thùng địa bàn sẵn lòng phí chan hay mà gặp bứ á. Ôi, giờ tao khuyết lông á, ôi ta vì ọt mình chuyện hàng cứ nhóm chơi chật mong hai xin rạp khuyết lông một hết nè để nhóm bông ở nhóm nó cứ ọt mình chuyện hàng ấy tế. Mà à, lời chứ lộ nguyên mình bởi một tay bao giờ tiện mát. Cần để chứng anh nhỉ. Ngoài nhá chứ.
Giờ chăm tớ bộ phê mà chúa nhưng chơi chất chuyện cho mùi nông bở cũng chẳng cũng cần là chẳng. Ui nhiệt tình uống nhiệt bằng không. Chuyện mình tên đấy. Thiệt. Lụng mới khăn. Chúng anh mình tên mà. Cô chú em chúng anh kìa. Thầu mình bởi chúng anh kìa. Ôi nhắm khi chọn trắng trắng nhé. Ăn chán đi bà đợt. Không mẹ có thích đang ăn sao bà em này. Vậy ta ơi đã ấp hang thì mình uống bằng tay chổi lông tích chứ. Nhắm chỗ mua nhắm bơ. Nhắm bơ cực tha cổ không là lên tự ngoạn đang ạ. Rồi tự ngoạn bye bye.